Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm gan GSV do GS5 Việt Nam sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về gan GSV cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm gan GSV có thành phần là diệp hạ châu, cà gai leo, mật nhân, artiso, bạch chuột, ngũ vị tử, cao marianos, tinh chất nghệ và phụ gia vừa đủ một viên. Gan GSV được bào chế dưới dạng viên nang. Gan GSV mang lại cho người dùng công dụng, hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc, mát gan hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm gan, sơ gan, men gan tăng, gan nhiễm mỡ, hỗ trợ bảo vệ và phục hồi tế bào gan do dùng nhiều rượu, bia, thuốc hoặc các chất có hại cho gan. Sản phẩm dùng cho các trường hợp người bị mụn nhọt, mẩn ngứa, nổi mề đay, trứng cá, nước tiểu sẫm màu do chức năng giải độc gan suy giảm, người bị viêm gan, sơ gan, vàng da, gan nhiễm mỡ, men gan tăng cao, người uống nhiều rượu, bia. Người làm việc trong môi trường độc hại, người dùng các thuốc và hóa chất gây độc cho gan. Người bị rối loạn tiêu hóa, kém ăn, chậm tiêu, người mệt mỏi. Sản phẩm gan GSV được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của gan GSV được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, người lớn và trẻ em trên 15 tuổi uống 2 viên mỗi lần, uống 2 lần mỗi ngày. Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi uống 1 đến 2 viên mỗi ngày. Trường hợp bị viêm gan cần sử dụng mỗi đợt tối thiểu 2 tháng, hai đợt nên cách nhau một tuần. Có thể dùng thường xuyên, không có tác dụng phụ. Chống chỉ định khi sử dụng gan GSV, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng gan GSV, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng! Qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Gan GSV, đồng thời biết cách sử dụng Gan GSV sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham